Anh trình ai góp kèo to cần vút của kèo của sàn hot hotbit nha các bạn. Đầu tiên các bạn lấy cái phần link mô tả mình để làm nhiệm vụ, rồi các bạn lấy vào theo word. Đầu tiên là follow và retweet comment tăng 5 người bạn các bạn. Các bạn vào theo word hotbit nè. Tài quyết và comment nha các bạn. Comment các bạn nhớ tăng 5 người bạn vô các bạn. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình để mình có động lực mình cập nhật những con quét nước ngoài vậy các bạn. Rồi các bạn đi tiếp comment 5 người bạn, các bạn like cái nè. Rồi các bạn comment 5 người bạn vào, các bạn gia cộng nó sẽ hiện tên những người bạn của mình vào. Một nè. Rồi gì đây mình đã cắt các bạn. 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Rồi các bạn trả lời nha các bạn. Trả lời tức là comment 5 người bạn. Rồi các bạn tự quyết lại cái nữa luôn các bạn. 1 2 3 4 5. Tiếp comment. Phan đây mình coi các bạn kia comment sau mình bắt trước thôi. 1 2 4 6. Rồi, các bạn bỏ đi, các bạn thoát ra các bạn. Rồi, các bạn điền thông tin username Telegram của mình, các bạn vào setting copy cái username Telegram của mình. Rồi, các bạn vào trang cá nhân đồ người theo word của mình và copy username của mình lại. Rồi, các bạn vào tài quyết. Vào tài quyết comment link đấy, 5 người bạn đấy các bạn. Rồi các bạn qua một hồ sơ nè, các bạn qua tài quyết để trả lời nè. Rồi các bạn lướt xuống các bạn. Rồi các bạn copy cái đường link mình tôi thấy quên nữa các bạn. Rồi các bạn thoát ra các bạn, các bạn thoát qua, các bạn trở về, các bạn dán vào tài quyết comment link nè. Rồi cái username này, cái username Telegram, cái phone này các bạn ghi giùm mình @anh02993157. Mình sẽ để phần link mô tả với video các bạn. Là máy giới thiệu mình đọc lại @anh02993157. Câu này nó thanh toán đâu trời. Thôi vậy là thông tin nó sẽ gỡ về theo word mình đúng không các bạn. Rồi về theo word hoặc Telegram mình đó các bạn. Vậy khi nào mà nó có thông tin thì mình sẽ up cái video mới lên thông báo cho các bạn nghe. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha.